Hello, xin chào tất cả quý vị đạo hữu nha. Xin chào mừng đã quay trở lại với đội hình CDF. Thì bây giờ là 12 giờ 27 phút, 12 rưỡi, 2 rưỡi đêm, à, nửa đêm á. Xin chào, nửa đêm. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ giống như làm một cái series mới gọi là giống như là tâm sự đêm khuya thì giờ này đúng khuya rồi thì mình tâm sự đêm khuya thôi chứ gì nữa. Thì trong cái tâm sự đêm khuya này thì mình nói chung là cũng nói linh tinh về các vấn đề trong cuộc sống, trong công việc, công việc nhất là thường là trong công việc và trong cái ngành công nghệ thông tin nói chung này, ha. Và nhất là cái ngành mà đi là làm dev giống như mình. Thì khuya rồi, muốn nói gì nói đó thôi, ha. Anh em rảnh thì ngồi nghe chơi. Thì đầu tiên là mình muốn nói cái lý do tại sao mà mình lại lập ra cái channel Đồ Vinh CDF này. Làm miếng bia thấm giọng kể chuyện cho nó ngọt nè ha. Mấy ông có uống gọi là craft beer bao giờ chưa? Bia thủ công á. Lúc trước tôi không biết uống cái bia này tôi không biết tới cái bia này chứ không phải là không biết uống. Sau đó là có mấy ông anh với lại mấy ông sếp á, ví dụ mà sếp có nghe cái này là em xin chào sếp nè nha, chào sếp. Thì có mấy ông anh với mấy ông sếp dẫn đi uống uống xong được một lần là tôi ghiền luôn mấy ông, dù tiền bia nó mắc gần chết luôn nhưng mà uống xong là bị ghiền. Bây giờ thì tôi đang uống cái loại Heart of trái tim của bóng đêm, nghe tên là thấy nguy hiểm rồi nhưng mà uống rất là ngon và rất là thơm luôn. Anh em nào mà có uống mấy cái dòng đó rồi cứ comment lại cho mình biết là cái dòng bia nào anh em thích nhất nha, rồi tôi sẽ uống thử ha. Tôi thì tôi thích uống cái Heart of Darkness, mà cái loại nặng, cái loại hơi 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 nặng xíu chứ không phải là nặng lắm. Nó tên là Loose Rivet á. Thì nó thơm mùi trái cây. Làm ngậm nữa là nó nghe thèm, nó làm ngậm nữa. Đã. Bữa nào mấy ông thử đi. Giữa khuya á, mấy ông ha. Mấy ông ru vợ con mấy ông ngủ hết, nào mấy ông khui bia ra, mấy ông ngồi mấy ông nhấm nháp mình một chai thôi nha, uống nhiều quá đừng uống nhiều, uống nhiều xỉn á, một chai thôi nhấm nháp ngồi nó rồi bắt đầu làm những cái gì mà mình thích. Cảm giác nó sướng. Thì cái pha ru ngủ á, là ru con nó dễ. Tôi cực mệt nhất là cái làm cho ru sao mà cho vợ nó ngủ được, nó cái đó mới mệt, nó hao sức. Thì thôi bây giờ quay trở lại cái câu chuyện là tại sao mà mình lại lập ra cái kênh The Vinci Dev này ha. Thì nói chung là cái ý tưởng mà lập ra cái channel này là xuất phát từ đâu đó được 1 2 năm gì đó. Thì trong cái thời gian mà mình đi làm thì mình cảm thấy là tại vì mình đi làm cũng lâu, tính ra tới thời điểm hiện tại mình đi làm cũng phải đi làm công ty luôn đó nha, là đi làm chuyên nghiệp luôn đó nha, thì nó phải 8 năm rồi. Tham gia được nhiều dự án thì mình thấy là
có một số lúc, có một số thời điểm thì mình cũng training cho những cái bạn trẻ, bạn sinh viên, bạn fresher thực tập đồ này kia, thì mình nhận thấy là cái việc mà đào tạo cho các bạn nó rất là thú vị. Nên là mình rất là thích chia sẻ những cái gì đó mà mình biết cho các bạn. Nhưng mà mình chia sẻ ở trong cái góc độ công việc, thì ví dụ như bạn nào làm việc với mình thì mình mới có thể là gọi là chia sẻ với bạn đó hoặc là hướng dẫn bạn đó về, chứ còn không thể nào mà chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người. Đó là cái ý tưởng mình nảy ra là ok, sao mình không làm những cái video để mà có thể chia sẻ được với nhiều người hơn. Nhưng mà bị cái bệnh đó là mình ngại, rất là ngại nói chuyện kiểu như nói chuyện mình, nó mới không có tưởng tượng ở giữa có một thằng nào đó giữa đêm khuya ha, ngồi nó bật cái micro lên, ngồi nó lầm bầm mình nghe là thấy kỳ kỳ rồi đó. Nó không quen nói chuyện mình, nói không, tôi nói chuyện mà tôi nói chuyện ví dụ có người nói chuyện với tôi nói được, tôi cũng nói chuyện, nói chung anh em nói tôi kiểu như nói chuyện cũng hài hài, cũng bệnh bệnh bựa bựa, thì tôi cũng nói được. Còn đi nói chuyện mình thì nó không quen, tôi vẫn hay ngại, lúc thời điểm đó thì tôi cũng vẫn hay ngại. Và cái ý tưởng nó chỉ mới là gọi là manh nha thôi, giống như là có ông nào đốt một vệt diêm lên thôi, nó manh nha thôi, chứ nó chưa gọi là có một cái sự quyết tâm rõ rệt. Mà tôi cũng không biết phải phải bắt đầu hướng dẫn từ đâu nữa. Rồi sau đó thì có một cái đợt thì tôi đi nhậu với một ông anh. Thì nói chung anh tôi toàn ship tôi không à. Ông anh thì nhậu thì tôi cũng có cái chia sẻ với ảnh là những đứa em tôi, những đứa mà gọi là lính lác hay là những đứa mà làm việc trực tiếp với tôi, thì tôi thường hay hay bị tôi la tôi chửi. Thì thật ra chửi thì mong nó tốt hơn thôi, nghĩa là chửi để cho nó hiểu ra, nghĩa là mình đang dạy nó. Cái tính mình thì lúc nóng thì mình chửi, lúc vui thì mình nói chuyện bình thường, nghĩa là mình la thôi nhưng mà mình không có để bụng mấy cái vấn đề đó. Thì mình cũng có tâm sự với anh như vậy, thì anh nói là ok, những cái đó nó không vấn đề gì hết, nghĩa là anh em chơi thân với nhau thì có thể chửi nó một vài câu rồi chia sẻ lại kiến thức cho nó, như vậy là rất là tốt. Nhưng mà tại anh mới đặt lại một câu hỏi là ok, nhưng mà tại sao em không làm cái việc đó nó lan rộng ra hơn, nghĩa là đừng đừng nó chỉ có những người xung quanh em mà có thể là nhiều người hơn nữa, có thể là ok những cái gì em biết mới training cho nhiều người hơn nữa. Lúc đó bắt đầu tôi cũng còn mới đắn đo, rất là phân vân cái việc làm những cái video để mà hướng dẫn mọi người. Nhưng mà thời gian thì nó cũng bị giới hạn, thời gian nó bị giới hạn, và bị cái là lúc quay video thì mình cần một cái sự yên tĩnh tập trung. Tôi thì tôi có vợ rồi, có con rồi, con tôi nó cũng còn nhỏ và nó cũng khá quậy, thì rất là nhà thì cũng nhỏ, nhà thì cũng thuộc dạng là không có điều kiện, nên là không có phòng riêng hay gì đó để tôi có thể thoải mái mà tôi ghi âm, tôi ngồi tôi nói nhảm rồi này kia kiểu đó. Thì đó, nên là kéo dài mãi 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 cho tới bây giờ thì mới có cái sự quyết tâm đó. Thì cứ mỗi đêm, hàng đêm đó, ru vợ ru con ngủ hết đó, bắt đầu mới mới vác cái máy ra ngồi ngoài phòng khách, trong phòng ngủ vợ con ngủ, mình không có thể nào mình nói được, mình ảnh hưởng tới người khác, thì mình mới vác cái máy ra ngồi ở phòng khách nó, thì làm những cái video cho anh em
cùng xem. Dạy, nói chung là không phải là dạy mà gọi là chia sẻ, chia sẻ những cái gì mà mình biết. Hy vọng là được giúp được ai đó, được một bạn nào đó. Thì tất nhiên là mình không có hy vọng là mình sẽ giúp được những anh em mà gọi là professional lâu trong ngành rồi, tại vì mấy cái thứ này rất là dễ. Giống như vô lăng mình chia sẻ với anh em đi, nó cái learning curve của nó, nghĩa là cái quá trình mà để học được vô lăng rồi xong mà ứng dụng thực tế của nó rất là nhanh, rất là dễ. Vô lăng này rất là dễ, nó dễ, theo tôi đánh giá giống như là nó là một trong những ngôn ngữ lập trình là dễ nhất luôn á, dễ hiểu, dễ xài, dễ sử dụng. Thì anh em mà gọi là dân chuyên nghiệp rồi thì chắc cũng chả mấy ai cần, nhưng mà cái target mà mình muốn hướng đến là những cái bạn sinh viên hoặc là học sinh cấp 2, cấp 3 gì đó. Đó thì có một số bạn sẽ có những cái đam mê lập trình, đam mê tìm hiểu, thích tìm hiểu ngôn ngữ mới, hoặc là có những cái đồ án, án môn học, đồ án này nọ kiểu, thì có thể các bạn sẽ cần. Tại vì không phải ai cũng có đủ khả năng, đủ cái vốn tiếng Anh đó, hoặc là đủ khả năng để mà research, để có thể mà hiểu được trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, để mà có thể hiểu được một cái ngôn ngữ nào đó mà có thể vận dụng được ngay liền. Thì mình hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho một số các bạn như vậy. Còn những các bạn đã đi làm lâu năm rồi thì những cái này đối với các bạn nó quá đơn giản ha. Cái mục tiêu của mình là hướng tới những cái bạn trẻ, các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, các bạn sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4 gì đó, kiểu mới ra trường, hoặc là những các bạn cũng đã đi làm một vài năm, cảm thấy là nhàm chán với công việc hiện tại, muốn thay đổi, thì nó phù hợp với cái định của mình. Thì tại sao mình lại có ý định là hướng tới những cái bạn trẻ? Thì theo như mình nghĩ nha, thì người Việt Nam mình rất là giỏi, những cái bạn trẻ Việt Nam mình rất là giỏi, giỏi. Hạn chế lớn nhất của những cái bạn đó là gần như là anh văn. Anh văn nó làm cho các bạn rất là khó đuổi theo những cái ngành công nghệ này, giống như mặc định vô cái ngành công nghệ thông tin này, là các bạn đã gọi là phải 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 rành anh văn trước rồi. Không nói được thì không đọc được, không nói được ít ra không 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 nói được, không giao tiếp được thì ít ít nhất là tối thiểu nhất cũng phải đọc được đó. Nhưng mà nhiều bạn, nghĩa là nhiều bạn rất là giỏi, nhưng mà là bị cái anh văn nó làm cho các bạn sợ, bạn không dám theo đuổi cái ngành. Thì một trong những cái mà mình thấy á, cái hay á, là ở bên Trung Quốc á, họ có rất là nhiều tài liệu về công nghệ thông tin bằng tiếng Trung Quốc. Có nghĩa là người người Trung Trung Quốc họ không cần phải giỏi anh văn để có thể giỏi công nghệ thông tin. Còn còn hầu hết những cái bạn mà học công nghệ thông tin và những người mà giỏi về công nghệ thông tin mà mình biết thì chắc chắn là họ có một cái trình độ anh văn nhất định, mặc dù là họ không có thể nói được, không thể giao tiếp được, nhưng mà về về đọc hiểu thì nó cũng nằm ở một cái trình độ nhất định. Nhưng mà Việt Nam mình thì rất là bị hạn chế, nghĩa là sách sách tài liệu về công nghệ thông tin, sách vở tài liệu về công nghệ thông tin nó cũng khá là hạn chế. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, giống như bây giờ ví dụ như có một cái bạn đó là học sinh cấp 2 đi, nói trình độ anh văn các bạn đó không có, nhưng mà bạn đó có một cái đam mê học về lập trình chẳng hạn vậy đó, thì mình phải tạo cái điều kiện như thế nào đó để cho các bạn nó có thể tiếp cận được rất là nhanh, rất là dễ, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Có thể bạn nó không giỏi tiếng Anh, bạn nó chưa
chưa đủ thời gian để tập trung vào học tiếng Anh để theo đuổi những cái chuyên ngành, những cái từ ngữ chuyên ngành đó, thì mình có thể là đó, một cái trang hướng dẫn, là hướng dẫn rồi là trang để mọi người tham khảo về vài thứ mà mình biết, chia sẻ lại, tổng quát lại và chia sẻ lại cho anh em cùng tham khảo, đóng góp. Đó, có một vài anh em, thật ra cái trang mình hiện tại các bạn thấy lúc đang quay cái video này là 43 subscribe, thì trong đó toàn là anh em bạn bè người quen là ủng hộ là chính, thì cũng có một vài bạn là không biết bằng cách nào đó vô tình đi ngang qua thấy thì cũng vào xem channel mình rồi cũng ủng hộ cho một cái YouTuber nói về technical tutorial, các bạn đâu cũng ủng hộ rồi bạn nó cũng gọi là góp ý, đóng góp thêm những cái ý tưởng cho những cái video của mình. Thì đó đó là cái đúng theo những cái gì mà mình mong muốn ở trong cái channel này. Thật ra nói không cần tiền thì cũng không đúng, nhưng mà mình hy vọng là nó cái channel này nó sẽ tới được nhiều bạn hơn, nó reach được tới nhiều người hơn và nó giúp đỡ được nhiều người hơn. Còn thật ra tiền bạc thì làm cái ngành mạng tin này thì nó giàu thì nó không giàu, mà nó đói thì nó cũng sẽ không đói. Mình làm thì trước tiên là vì vì niềm vui của mình, nghĩa là mình cảm thấy vui thì mình mới ngồi đây lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng ngồi làm những cái video hướng dẫn cho các bạn. Có bữa là mình ngồi mình làm video cho tới 2 3 giờ sáng luôn. Đó. Mà trong khi đó sáng là mình phải chạy, mỗi ngày là mình phải chạy khoảng 30 cây số lên công ty. Vẫn ngồi làm video cho các bạn xem mà mình cảm thấy rất là vui. Đó. Và bên cạnh đó thì mình cũng có một cái người bạn cũng giúp đỡ mình mấy cái đoạn mà video intro outro rồi rồi cắt ghép rồi bua rồi hả, đưa lên YouTube các kiểu, là thậm chí là có cái fanpage Facebook là bạn đó bạn làm giúp mình luôn, và hoàn toàn là không có công cán tiền bạc gì đây hết, không có công cán gì đây hết, không có tiền bạc gì đây hết, tại vì mình đã cái kênh mình đã kiếm được đồng nào đâu. Đấy, và các bạn nó vẫn sẵn sàng giúp mình, mình rất là cảm thấy rất là quý, nghĩa là mình nhận ra được là ok cái việc làm của mình nó có ý nghĩa, nhưng mình vẫn follow thôi, cố gắng theo đuổi đó. Thì đó là cái nguyên do mà tại sao cái kênh The Vinci Dev này nó ra đời. Thì ý nghĩa của The Vinci Dev này là gì? Thì nghĩa là nói chung nó cũng chả có gì sâu sắc. Cái The Vinci Dev này thì cái chữ Vinci này thì nó là viết ghép lại của hai cái từ là funny và lazy, có nghĩa là vui vẻ và làm biếng. Nghĩa là tôi không biết tính cách các bạn như nào, nhưng một khi mà các bạn làm cái ngành, bạn tham gia vô cái công nghệ thông tin này mà các bạn làm cái coding giống như mình vậy nè, là một thằng dev, thằng lập trình, thì phải có cái sự lazy trong cái tính cách của bạn, nghĩa là các bạn phải làm biếng, bạn siêng quá không được. Tại sao lại nói vậy ha? Thì nghe nè, các hồi ngày xưa thì mình có một người thầy mình rất là mến, thì thầy mới nói với mình một câu là cái sự làm biếng nó là cái động lực tiến hóa của nhân loại, động lực phát triển của nhân loại.
Các bạn cứ tưởng tượng đi, ví dụ như giờ á, ông nào cũng siêng hết, thì trên thế gian này méo có cái remote TV nữa. Tại vì ông nào cũng làm siêng hết, cứ mỗi lần muốn chỉnh cái TV cái gì đó thì ông chạy lại mẹ cái TV ông chỉnh. Ví dụ nhà ông nghèo, nhà ông nhỏ, ông ngồi cách TV 2 mét, đứng lên ngồi xuống rồi ông bấm nút thì cũng cảm giác không mệt lắm. Ví dụ nhà ông là nhà đại gia, từ cái tivi nhà ông tới cái ghế sofa là 10 mét, thì ông chuyển kênh 10 lần là ông chạy là đổ mồ hôi luôn, là ngồi thở luôn đó, chứ chứ không phải chơi đó. Thì cuối cùng cái sự lười biếng nó chính là động lực để phát triển. Thì lười quá, lười chạy quá nên nó sinh ra cái remote. Ừ. Các bạn thấy không? Lười lười đi bộ quá nên mới lấy ngựa để cưỡi. Rồi lười cưỡi ngựa quá nó phát minh ra cái xe đạp. Rồi từ cái xe đạp nó phát minh ra cái xe máy. Mà xe máy cũng chưa đã, xe hơi, mà xe hơi vẫn vẫn còn chậm, rồi lại phát minh ra máy bay. Đó. Nếu như mà ông nào cũng sẵn sàng bỏ một tháng trời ra để mà ngồi thuyền đi từ nước này qua nước khác, ha, thì cũng chả cần máy bay nữa. Thì cái sự lười lười biếng nó chính là động lực để mà phát triển của nhân loại. Thì trong ngành lập trình mình cũng vậy. Các ông lười biếng thì các ông mới tìm mọi cách để cho công việc nó làm một cách nhanh chóng. Ừ. Ông sẽ sinh ra tuôn to các thứ, ông sẽ lập trình ra nhiều thứ để mà cuộc sống này nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ừ. Công việc gì mà các ông cứ lặp đi lặp lại, làm hoài, thì ông sẽ đẻ ra một cái tool để ông làm việc đó, bấm cái nút, gõ một dòng lệnh là xong. Ừ. Thì từ cái sự lười biếng nó thành cái động lực để mình phát triển. À. À. Chứ không phải là lười biếng là thấy cái gì khó quá cái ông quăng, mấy ông bỏ rồi mấy ông không làm, hay là trốn tránh trách nhiệm, hay là trốn tránh công việc, rồi không phải. Tại vì các ông thấy là cái việc đó nó làm đi làm lại, nhưng mỗi lần mình làm việc đó nó tốn khoảng 5 phút, 10 phút. Bây giờ các ông sẽ bỏ ra khoảng tầm 5 ngày, 10 ngày. Các ông làm một cái phần mềm, một cái tool hay là một cái script gì đó, mà chạy cái bụp cái là trong vòng bấm nút cái là xong, hoặc là gõ cái comment line cái là xong đó. Thì đó chính là một cái sự gọi là phát triển. Ngày xưa là chỉ có system thôi, sau này là DevOps. Tại sao mấy ông system thì mấy ông chỉ quan tâm tới mấy con server của ông mấy ông thôi, còn DevOps là cái gì? DevOps là mấy ông dev ngồi vận hành những cái con server đó. Mấy ông thấy cái việc gì mà ngày xưa mấy ông DevOps phải chạy đi chạy lại, làm tới làm lui nhiều quá, thì bây giờ mấy ông tạo ra cái tool để mấy ông quản lý, mấy ông monitor, mấy ông control tất cả những con server của mấy ông. Ừ. Cái gì mà thấy mấy ông thấy thiếu là mấy ông làm, nó mới gọi là DevOps. Còn không thì nó chỉ là system, là một system engineer thôi, ngồi quản lý mấy con server. Ừ. Thì đó đó là ý nghĩa của cái the fun gì dev, tên là fun gì dev. Fun gì dev, dev thì không còn bao giờ hết rồi. Thì cái tâm sự đêm khuya của mình thì hôm nay thì tới đây thôi. Bữa nào mà mình có hứng tâm sự thì mình lại làm tiếp cái video khác tâm sự.
hoặc là các bạn có câu hỏi nào mà muốn mình giải thích trong cái ngành ngậm tin, trong vấn đề này, thì bạn comment ở phía bên dưới rồi mình sẽ sắp xếp và mình làm cái video trò chuyện trao đổi với mọi người. Đây là video đầu tiên trong cái series gọi là tâm sự đêm khuya của The Phần Gì Đẹp. Không biết khi nào mới có cái video thứ hai, nhưng mà thôi cứ hẹn gặp lại mọi người và hy vọng mọi người cảm thấy hài lòng với những cái series hướng dẫn lập trình mà anh em đã cố gắng xây dựng nên. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video kế tiếp. Bye bye và good night. 1 giờ sáng. Good night.